Chào bạn. Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đoán cách download và cài máy đoán in Canon hai và máy in Canon Windows dạy 11 dạy nha các bạn. Windows 11 thì đầu tiên 64 nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ kết nối cáp nguồn và cáp in USB cho máy in Canon 29. Thì chúng ta sẽ quay ra sau lưng của máy in ha. Bên tay phải màn hình của các bạn là cái chỗ cắm dây nguồn và một đầu cáp USB, cái đầu vuông vuông nhỏ nhỏ chúng ta sẽ cắm bên trái. Rồi, một đầu còn lại của cáp USB. Các bạn sẽ cắm lên trên máy vi tính của các bạn hoặc là trên laptop ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ bật công tắc nguồn máy lên luôn nha các bạn. Đây, bật công tắc nguồn lên. Rồi bây giờ mình xoay lưng máy lại. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu thao tác trên máy vi tính nha các bạn. Thì các bạn lưu ý lúc này mình chưa cắm cáp USB vào trong cái máy tính của mình. Trên máy tính các bạn sẽ vào trình duyệt web Google Các bạn vào Google và gõ từ khóa là hai năm 2009 Tại vì Windows 11 nó chỉ có phiên bản 64bit thôi các bạn Còn trường hợp các bạn mà muốn kiểm tra xem Windows mình phải Windows 11 hay không thì các bạn sẽ click chuột phải vào cái biểu tượng DPC Và các bạn chọn properties Ở đây chúng ta có Windows 11 Pro nha các bạn Edition Windows 11 Pro System tay 6 bit Cái này các bạn cách cài đặt Thì cũng giống như của Win 10, Win 7 thôi các bạn Thao tác giống y chang ha Thì chúng ta cũng kiểm tra Windows các thứ này kia ha Rồi Các bạn sau đó các bạn sẽ vào cần cho panel Nếu các bạn trong màn hình không có cần cho panel Thì các bạn click vào cái chữ mà tìm kiếm á, Các bạn gọi chữ cần cho panel ra rồi, ở trong này nếu mà cái giao diện như thế này thì các bạn sẽ mở cái device and printer luôn hoặc các bạn có thể chọn Category, View Device and Printer. Có nhiều cách để vào nha các bạn. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ cắm cáp in USB lên trên cái máy tính của mình. Nếu kết nối tốt thì Windows sẽ detect dò thấy phần cứng nha các bạn. Đây, các bạn thấy ha. Windows đã detect dò ra được cái máy in Canon hàng chính của chúng ta. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ vào uh, Google và nhập lại cái từ khóa đây gai vào Canon 2009 Win 11 à, các bạn sẽ enter Rồi các bạn nhìn thấy ha, cái link đầu tiên đây Link đầu tiên này Các bạn click vào đây Sau đó các bạn sẽ click vào chữ tải về rồi mình kéo phía dưới phần miêu tả cho bạn xem. Hiện tại thì các bạn thấy là Windows 11 không nằm trong cái phần miêu tả này. Nhưng mà thực tế là các bạn sẽ vẫn cài đặt in được bình thường nha các bạn. Nó tương tự nhau, nó có hỗ trợ nhau hết ha. Các bạn click vào chữ tải về. Rồi, driver được load về ở nằm góc trái màn hình của các bạn. Các bạn lưu ý, tất cả các phần link download driver mình sẽ để trong phần miêu tả video. Các bạn có thể vào đó download luôn nha. Rồi, mình mở cần cho panel lại các bạn thấy ha, lúc nãy giờ. Thì Windows 11 nó không có tự nhận driver luôn nha các bạn Không giống những cái dòng máy khác ha Thì chúng ta sẽ giải nén cái driver này ra Mình vừa mở lên thì nó đã giải nén ra luôn nha các bạn Bấm Z giải nén ra ha Rồi sau đó các bạn sẽ mở cái file vừa giải nén ra Các bạn mở x64 lên Ở trong này có chữ setup Các bạn double click chuột vô Hoặc click chuột phải chọn open Sau đó các bạn bấm next Bấm Yes Đây mình mở lại cho bạn xem ha Thì và uh, rồi, bấm Yes nè Anton with USB connection Rồi mình cài đặt in qua cổng USB Sau đó bấm Net. Yes luôn nhé các bạn Yes Yes luôn Rồi các bạn để ý ha Cái biểu tượng ra uh, driver nằm góc trái này đó, sau khi cài đặt thành công thì đã xong rồi nha các bạn. Ngay chỗ cái này là restart ha. Nếu các bạn tích chọn vào thì các bạn bấm vô thì máy sẽ khởi động lại, còn mình không cần thì bấm exit luôn. Không chọn dấu tích nha các bạn. Thì cái biểu tượng ra về của máy in đã sau khi cài đặt xong thì nó đã nhận như thế này là đúng nha các bạn. Rồi, sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ click chuột phải vào cái biểu tượng Canon hàng chính này các bạn chọn Gator Properties. Sau đó bạn sẽ kích vào chữ Print bay. Nếu các bạn cài đặt ra và in thành công thì máy sinh ra tờ Windows printer set bay. Đây, à, như vậy là chúng ta đã download và cài đặt ra và in thành công cho máy in Canon hàng chính trên hệ hành Windows 11 phiên bản 64 bit. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Các bạn cần sự hỗ trợ gì có thể giúp mình bằng cách là comment phía dưới video, mình sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Đừng quên bấm đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào.